Lại nữa sao gọi là thứ lớp? Ở mỗi hành có sự tương tục riêng biệt, mỗi mỗi tùy truyền trước giữa sau thứ lớp, đây gọi là thứ lớp. Lại có nhiều chủng sai biệt hoặc có lưu truyền thứ lớp là vô minh duyên hành, nói rộng cho đến danh duyên lão tử, hoặc có hoàn diệt thứ lớp là vô minh diệt nên hành diệt cho đến danh diệt nên lão tử diệt, hoặc có người tại gia xuất gia đi đúng thứ lớp, đó là quá bàn mai thức dậy tắm gội trang điểm, mặc áo quần ăn uống sắp đặt công việc cho đến ngủ nghỉ. Đây là thứ lớp đi đứng của người tại gia, hoặc y phục nghiêm chỉnh đi vào tụ lạc tuần tự khất thực, thọ thực như pháp, rời khỏi tụ lạc quay về, ngồi yên thọ thực, xong rửa bát rửa chân, vào thất không nhàn đọc tụng kinh điển như lý tư duy, ban ngày ngồi yên hay kinh hành trong lòng tịnh tu đoạn diệt các chướng, đến giữa đêm ít ngủ và phần sau đêm nhanh chóng thức dậy, chỉnh trị tu tập nghiệp của thân, hoặc ở trong tăng tu nghiệp hòa kính, tùy theo lớn nhỏ thứ lớp sắp xếp chỗ ngồi, chỗ nằm và phân chia lợi dưỡng cùng sắp đặt sự việc. Đây là thứ lớp đi đứng của người xuất gia. Hoặc có tăng trưởng thứ lớp ở vị anh nhì độc tử sanh trưởng thứ lớp theo 8 giai đoạn, hoặc có hiện quán thứ lớp ở trong 4 thánh đế hiện quán thứ lớp, hoặc có nhập định thứ lớp là thứ lớp nhập 9 thứ đệ định, hoặc có tu học thứ lớp là tăng thượng giới học làm chỗ nương sanh tăng thượng tâm học, tăng thượng tâm học làm chỗ nương sanh tăng thượng tuệ học. Lại nữa sao gọi là thời? Do mặt trời mọc lặn lực tăng thượng mà an lập hiển thị thời tiết sai biệt, hoặc lại do các hành sanh diệt lực tăng thượng mà an lập hiển thị thời sai biệt, đây gọi chung là thời. Thời đây có nhiều chủng sai biệt, thời năm tháng nửa tháng ngày đêm sát na là phược ni hồ lật đa và quá khứ vị là hiện tại. Lại nữa sao gọi là số? Là sự an lập hiển thị mỗi sự vật không giống nhau nên có số lượng tính đếm sai khác, đây gọi là số. Lại số đây có nhiều chủng sai biệt như là số 1, số 2, quá đây trở lên thì gọi là số nhiều. Lại biên tế số gọi là A Tăng Xí Đà, vì quá đây trở đi tất cả toán số chẳng thể tính đếm cho nên biên tế số lại còn gọi là bất khả số. Lại nữa sao gọi là chủng tử? Không thể tách riêng các hành mà riêng có thật vật gọi là chủng tử, cũng chẳng phải ở nơi khác, nhưng tức ở nơi các hành có chủng tánh như vậy, đẳng sanh như vậy, an bố như vậy, gọi là chủng tử, cũng gọi là quả. Nên biết trong đây tướng quả và tướng chủng tử không tạp loạn. Vì cớ sao? Nếu nhìn về quá khứ các hành, tức ngay đây gọi là quả. Nếu nhìn về vị lai các hành, tức ngay đây gọi là chủng tử. Như vậy, nếu lúc nhìn về vị lai gọi là chủng tử, chẳng phải lúc bấy giờ được gọi là quả. Nếu nhìn về thời quá khứ gọi là quả, chẳng phải ở lúc bấy giờ được gọi là chủng tử. Cho nên biết chủng tử và quả tướng không tạp loạn, thì như hạt lúa và chủng tử mầm thân lá, ở hạt lúa kia dày dã đập tách ra, để tìm chủng tử thì rốt chẳng thể được, cũng chẳng phải tìm ở nơi khác. Nhưng ở nơi các đại chủng có chủng tánh như vậy, đẳng sanh như vậy, an bố như vậy, tức là hạt lúa kia năng làm duyên khiến chủng tử mầm thân lá được sanh, nên gọi là chủng tử. Trong đây đạo lý nên biết cũng vậy. Hỏi: trước đã thuyết tổn phục chủng tử pháp nhiễm, thế nào là tổn phục chủng tử pháp thiện? Đáp: nếu tổn phục của người ân trọng tập thiện trái với các pháp nhiễm ô là tổn phục thứ nhất, cũng gọi là tổn phục do xa lìa. Nếu tổn phục của kẻ chấp thủ tà kiến, nhiều tập tà kiến như các ngoại đạo là tổn phục thứ hai, cũng gọi là tổn phục do nhàm chán họa hoạn. Nếu tổn phục của kẻ nhiều tu tập tà kiến phỉ báng như kẻ đoạn thiện căn là tổn phục thứ ba, cũng gọi là tổn phục do Samatha. Nếu tổn phục của bậc năng vĩnh viễn hại diệt chủng tử pháp nhiễm như trước đã thuyết là tổn phục thứ tư, cũng gọi là tổn phục do vĩnh viễn hại diệt trợ bạn. Lại nếu nói được thì tất cả chủng tử bao gồm 9 chủng: 1. Đã cho quả, 2. Chưa cho quả, 3. Quả đang hiện tiền, 4. Quả không hiện tiền, 5. Phẩm nhuyễn, 6. Phẩm trung, 7. Phẩm thượng, 8. Tổn phục, 9. Không tổn phục. Hoặc đã cho quả, đây gọi là quả đang hiện tiền, hoặc quả đang hiện tiền, đây gọi là đã cho quả, hoặc chưa cho quả, đây gọi là quả không hiện tiền, hoặc quả không hiện tiền, đây gọi là chưa cho quả, hoặc ở vị trụ bản tánh gọi là phẩm nhuyễn, hoặc tu tập, hoặc điều luyện pháp thiện, bất thiện,
trở đến rốt ráo gọi là phẩm trung, hoặc tu tập hoặc điều luyện đã đến rốt ráo gọi là phẩm thượng, hoặc tổn phục hoặc không tổn phục nên biết như trước. Lại nữa, ta sẽ nói được về an lập trung tử. Sao gọi là an lập trung tử? Trong an lại giả thức, tất cả tự tánh các pháp biến kế hư vọng chấp là tập khí, đây gọi là an lập trung tử. Nhưng tập khí đây là thật vậy, thật vật có hay thế tục có, so với các pháp tập khí kia không thể nhất định nói là tướng khác hay không khác, tức đây cũng gọi là biến hành thô trọng. Hỏi, nếu tập khí đây nhiếp tất cả trùng tử lại gọi là biến hành thô trọng, vậy thì các pháp xuất thế giản từ trùng tử nào sanh? Nếu nói trùng tử tự tánh thô trọng là trùng tử sanh thì không hợp đạo lý. Đáp, các pháp xuất thế gian từ trùng tử chân như sở duyên duyên sanh, chẳng do trùng tử tập khí đích tập mà sanh. Hỏi, nếu chẳng phải trùng tử tập khí đích tập mà sanh, vậy do nhân duyên nào kiến lập trùng tánh Bồ Đạc Già La có ba trùng pháp bát niết bàn sai biệt, và kiến lập trùng tánh Bồ Đạc Già La không pháp bát niết bàn? Vì cớ sao? Vì tất cả đều có chân như làm sở duyên duyên. Đáp, do có chướng không chướng sai biệt. Nếu nơi chân như sở duyên duyên, trùng tử rốt ráo có chướng do đây kiến lập trùng tánh Bồ Đạc Già La không phát bát niết bàn. Nếu chẳng như vậy, kiến lập trùng tánh Bồ Đạc Già La phát bát niết bàn. Nếu trùng tử rốt ráo có sở tri chướng biểu hiện tại sở y, chẳng phải trùng tử phiền não chướng thì kiến lập một phần trùng tánh Bồ Đạc Già La thành văn, kiến lập một phần trùng tánh Bồ Đạc Già La độc giác. Nếu chẳng như vậy, thì kiến lập trùng tánh Bồ Đạc Già La Như Lai cho nên không lỗi. Nếu các pháp xuất thế gian đã sanh, tức liền tùy chuyển, nên biết do sự nhậm trì của lực chuyển y. Nhưng chuyển y đây và a lại giả thức xoay phần trái ngược, chuyển y đối trị a lại giả thức gọi là vô lậu giới, đĩa các hí luận.